Chúng mình xin chào các bạn, xin chào các bạn đã theo dõi. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thịt chả hủy khmer nhâm chỉ mùi nồng đồng tí. Mời các bạn chia sẻ đoạn bị thịt thơ. Chúc các bạn có thể nhớ đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Xin chào các bạn, hãy cùng chia sẻ và nhấn subscribe để nhận thêm nhiều video mới nhé. Để tiếp tục theo video của kênh của bạn nhé. Chào các bạn, mời các bạn cùng xem. Cứ nhận thêm nhiều video mới nhé. Bài này miễn phí tất cả. Cơm xong phần này chả hôi hay nâng chìa đông tì. Bọn bọn này stop video nằm bây mơ bàn chìa bàn. Nếu cứ chìa mà sao chả hôi khám áo rồi có chá chá có tay nó hãy thả chìa tài cơ chà. Nhưng khi nhóm bà mạng nâng hay đôi xa cái chọp nó riêng thông để cho nên khi nhóm bọn bài tài 20 gram tế nằm bây vô màu thọt video chuôn bọn bọn mơ. Chúng bọn mà chả hôi khám áo đây luôn là tiếp xa nó cứ miên môn miên mạng việc chém chánh khá. Một nâng dô màu lý tắc xong bóng phá ôn an mơ ca này nôm nâng lơ gần chọp cho hùi như mùi chà. Chúng bố cho hùi bảo phết này cứ nâng nhóm pra tắc chấm nuôn 500ml đòi pra mà xài cho hùi chấm nuôn 20g. Chà bánh chạy chút bóng phá ôn tha tắc là nâng nhóm lý chì mùi nâng mà xài cho hùi nâng chán tội đại cô ở rô lý. Một nâng chạy cho chân năng hay bằng thay em tạc tiết nâng cư nâng khi nhóm pra-paraman 500ml sở rộp tạc tạc ọt tạm đoàn chà. Mà sao chơi hôi để ban cô dù mùi nâng tạc rùi hay cứ nâng khi nhóm dụng mà sẵn ngào nâu lơ plơn đòi pra cầm lăng plơn mà xuống cho nâng lọc bì đọp tạc đập ràm nửa tì rùi hay nâng khi nhóm lợt chánh. Chà nâng trọng còn lại nâng cư nâng khi nhóm lợt mà sao lợt cho hôi để ban cô chơi ăn hơi chân chà nâng cư chìa đọp tạc chế đà nâng khi nhóm pra xâm rạp lia chơi mùi nâng là bài cho hồi để bàn cô cho anh hơi nắng rồi hái cô ở sọp trà nên khi ông lia ao sạch tầm mà đón đập bay nó về để dần nhằm tới vì mình lần chui ngành dịp sẽ tầm mà đón bàn tọa máu cứ chạm được non tha để dần bàn tiền bằng rong tục nắng nơi tha nấy cứ nên khi ông bàn pra tắc đập bay đã tram bị khang cáo đập bay ao bị chập tổ chức hay chập cò nâng tục mùi ẩn lỡ đầm bầy ở việc cỏ chỉ liệt bên ít nước nhóm dục bê với liếc màu riêng chóm đầm bầy ngào tật cỏ nước nhóm pra sạch khăn ol đầm bầy liêng khăn ông ca thơ tật cỏ nâng chà đòi bỏ dụ tại sạch khăn ol hơi hành chia chùm rịa tôi là mốm chà đâm tật chùm nuôn pram rồi ml hơi đạm bầy một chốc lọc tay chùm nuôn pra hai chìa bầy sàn lọc đã score so chốn, score so chùm nuôn 150g. Bông bông và chơi chật phải, bông bông ai bằng thêm paraman score tất tam chùm nuôn chật rồi bông 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 bằng thêm tiết bàn. Nước bê để ngào mùi sẵn tu hơi, bằng tập mắc bàn được nhóm đã sạch khăn nô chốn. Sạch khăn nô đã ngào vì tầm mùi rộng phúc hay bật lương dự ca sạch. Bởi xanh chì bông bông bà khăn nô khám ai dừng đại miên sập hiệp riêng chỉ cứ dùng một bài tục ở việc phụ tê cha còn đặt tắc co dùng phụ hái cứ dùng đã khăn ở chỗ lực chân chỉ ca sạch cha vòng phôn mới cho hôi để dùng bài tục ở co nước bên ấy cứ dùng ai dùng một cạch chỉ đồng đồng bàn hái cha cứ miên sập hiệp bạn nứng cả cạch nứng cứ à sai từ tam chừng nào chừng nào chật bỏ vòng phôn chọn quen chọn lấy cha vòng phôn à chừng này từ tam làm rơi cả bỏ vòng phôn. Nên khi em cho mình chạy chụp bóng phá ôn bằng tích tha chả hôi mạng nâng cư kìa miên lìa score nâng không một sạch chả hôi sạp tay một đòn chả. Sạch chả hôi nâng bê đầy dưỡng sạch ngào tới dưỡng mình bạch thêm score tế hay sạch ngào chả ân tới sạch chả hôi miên rùi chịt bà em tạch tạch lòm lòm. Đối xa ca thua chả hôi nâng cư nâng khi em pra đồn cực tích đối chứ nâng cư nâng khi em pra cực tích đồn rùi chịt tích đám nâng không ca lìa chì mùi nâng tạch score nâng tế chả. Nhi cứ chìa đồn cực tích là nhóm bàn phù máu. Nâng bê đại phù máu cứ sập hiệp sạch đồn cứ bạp nâng chà. Cứ sạch đồn khắp khắp hai miên sập hiệp riêng riêng cực tích tích. Nâng bê đại dân tự tu tiên. Nhi nhóm phụ tự tế tới cứ miên đồ chìa em lòm lòm bích ngành mà tên chà. Dù mà lia cho mùi nâng bằng em chà hồi các bà dân cứ bật chìa miên đồ chìa ngành giang bì xay màn tên. Chà đốt tiết nếu như nhóm tên màu bị bắt đậm bóng cứ miền đậm lấy thay của xóm đá còn là thay vì miền ạ thạp rồi giàu cho ra cho bố sọc cập hiệp rồi bao giờ. Nước bè đài môn nâng tổ tù tiết cứ dừng đùa cho hồi khám ai đặt nước nông chan đuổi hai dừng sổ tập score rồi nâng chồng cáo cứ dừng đùa
đồn tì rồi bao dân để bàn cho con nướng đặt bì lơ tới hơi tổ tu tiến cha cứ miên đồ chết ngành mèn tàn sân chị bóng ôn cho chật rồi chật để chết ai bằng thèm ta có bì lơ nâng tiệt bán đâm bay ai miên đồ chết càng là chân ngành cha nghe nghe sru sru video này ca thơ cho hồi khám ai cho mùi nâng đồn tiên nâng bên bàn chiên mà đọc tìm anh chọm hai có xong play em nó còn đọc bóng ôn cho bố cá tạm nàn tè xa nà video rồi bọn này khi nhóm tăng bị đam rồi họ đọc chọc phong này xong ọc cốn xong cho việc lìa.